bí mật chấn động cuộc đời tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, từ 55 đến 80 tuổi, biết được thiên cơ, hiểu được mệnh trời, làm đâu thắng đó, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, đổi đời ngoạn mục, càng già càng giàu có. 55 tuổi có gì đâu, chẳng qua là trải cái sầu nhân gian, nửa đời gánh vác gian nan, nửa đời còn lại vững vàng mà đi, 55 tuổi chẳng xá gì, chẳng qua là chỉ bạc đầu xíu thôi, da thâm sạm chút đồi mồi, nhưng mà đổi được nụ cười tự tin, 55 tuổi vẫn còn xinh, nét duyên từng trải nghiêng nghiêng nửa đời, 55 vẫn cứ rạng ngời, nếu còn giữ được nụ cười trên môi. 55 tuổi từng trải rồi, ăn nói chững chạc đứng ngồi tự nhiên, hết eo nhưng đầy dáng hình, mặn mà đằm thắm càng nhìn càng say, 55 bạn đó tôi đây, xuân thì dù hết nhưng đời vẫn yêu. Đừng suy nghĩ đến xế chiều, hãy cùng con cháu tích nhiều niềm vui, 55 tuổi vẫn cứ tươi, vì con vì cháu vì người ta yêu, khỏe vui con cháu mới vui, quên đi tuổi tác qua rồi 55. Thưa quý vị, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 thân mến, thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã toan tới tuổi xế chiều, vừa mới ngày nào vẫn còn trong cái tuổi thanh xuân, vui cười ngây ngô đầy náo nhiệt, mà giờ đây tóc đã điểm bạc, cháu con đã gọi ông ơi, bà ơi khắp cửa nhà. Ngẫm lại chắc hẳn nhiều tín chủ ở đây vẫn còn rất nhiều điều hối hận chưa kịp làm. Nhưng quý vị ơi, quy luật đời người sinh lão bệnh tử chẳng ai tránh được, nên cứ vui vẻ an nhiên mà đón nhận nhé. Nếu tuổi già có đang kề cận, thì hãy đón nhận nó với một niềm lạc quan và yêu đời nhất nhé. Còn trong lá số tử vi ngày hôm nay, Minh Đường tử vi sẽ chỉ ra cho quý vị vận trình cuộc đời của tuổi Kỷ Dậu. Từ năm 55 đến năm 80 tuổi, quý vị hãy theo dõi video để biết mình cần làm gì và nên tránh điều gì trong độ tuổi này nhé. Tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, từ 55 đến 80 tuổi sẽ như thế nào? Đại hạn ập tới, hay bất ngờ chúng lớn giàu to, đổi mình ngoạn mục? Kỷ Dậu đã đang đi qua 55 cuộc đời rồi, đối với hết thảy đều đã sáng tỏ thông suốt, bỗng nhiên xem nhẹ được rất nhiều chuyện, nghĩ thông suốt được rất nhiều đạo lý. Khi bước qua tuổi 55 và trải qua hơn nửa cuộc đời dài với nhiều khó khăn và vất vả, lúc này mọi thứ đối với Kỷ Dậu không còn quá quan trọng. Mà điều bản mệnh nên quan tâm là bản thân có khỏe mạnh và bình an hay không mà thôi. Dù ra sao tất cả đều đã qua đi, đoạn đường nhân sinh kế tiếp tín chủ đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Bước qua tuổi 55, người ta bỗng thấy rất nhiều cảnh tượng khác biệt đến trong đời, không ồn ào như thời thanh xuân, cũng chưa đến lúc nguội lạnh cho tàn như tuổi xế chiều. Mà là từ nay trở về sau sống thoải mái cùng ai đó, gặp chuyện mệt mỏi thì có thể buông tay nghỉ ngơi một chút, tranh đua với đời cũng về với cát bụi mà thôi. Qua tuổi 55, tín chủ có thể yên tĩnh một chút cũng tốt, không cần phải chen vào những cuộc tranh luận đúng sai, cũng không cần vui cười một cách miễn cưỡng. Qua 55 tuổi, hãy trở thành một người ôn hòa hiền lành, nhưng đừng vì thế mà trở nên nhạt nhòa, chìm mình trong cô đơn. Kỷ Dậu muốn trở thành người nào thì hãy trở thành người đó. Qua 55 tuổi, những gì trước đó mệnh chủ chưa tha thứ được thì hãy làm ngay bây giờ. Đời người khối chóc nhân sinh như giấc mộng hư ảo, rồi vụt biến như bóng cây qua cửa sổ. Trong gương tóc đã bạc vài phần, hà cớ gì còn phải ôm giữ hận thù trong tâm, hãy dang rộng đôi tay và mở rộng tấm lòng, bởi vì ai ai cũng nên được hạnh phúc cả. Kỷ Dậu đã đi qua quá nửa cuộc đời, chẳng có gì có thể mê hoặc bạn, ràng buộc bạn, sống giản dị khiến mình hạnh phúc thanh tịnh hơn, và cảm nhận vạn vật xung quanh cùng đang xoay vần biến đổi, đó mới là điều quan trọng nhất. Xét về số mệnh của Kỷ Dậu, cả quãng đời vừa qua đều đang bận rộn mệt mỏi bôn ba, dù cho vất vả bao nhiêu, sau cùng đương sự vẫn thấy có rất nhiều việc không thể hoàn thành được. Kỷ Dậu nửa đời vừa qua đều đang tàn tiện tích cóp dành dụm, sau cùng dù cho rè sẻn bao nhiêu tiền bạc vẫn không bao giờ thấy đủ. Tín chủ hết nửa đời người đều đang chịu đựng, nhẫn nhịn sợ hãi, nhưng dù cho cẩn thận thế nào mệnh chủ vẫn đắc tội với không ít người. Kỷ Dậu dù đang tỉnh táo, dù cho bình tĩnh bao nhiêu, cơ trí bao nhiêu, sau cùng vẫn không tránh khỏi những điều tiếc nuối. Nhưng đến tuổi này rồi tín chủ đừng nhọc tâm nữa nhé. Hãy chuẩn bị một tâm thế thư thái để dần đón nhận tuổi già đi. Quý tín chủ tuổi Kỷ Dậu thân mến, sau đây là vận trình cuộc đời của tín chủ từ năm 55 đến 80 tuổi. Nhìn chung, vận trình cuộc đời trong từ 55 đến 80 tuổi của Kỷ Dậu được đánh giá là có khởi sắc hơn thời gian trước đây, tuy nhiên mỗi mốc thời gian lại có sự thay đổi khác nhau. Thứ nhất, Kỷ Dậu từ 55 đến 65 tuổi. Luận về sự nghiệp, Kỷ Dậu được ngôi sao tốt lành thiên cơ phù hộ, do đó có thể tạo ra bước đột phá cá nhân trong sự nghiệp, song trong công việc vẫn có hung tinh rình rập, gây điều tiếng thị phi, tiểu nhân treo trên đầu dẫn tới tay bay vạ gió, chính vì thế cần cẩn trọng và cố gắng giữ bình tĩnh, suy nghĩ thật kỹ càng trong mọi việc, tránh đưa ra quyết định vội vàng. Ngoài ra,
Trên phương diện tài chính, Kỷ Dậu cũng được ngôi sao Cát Lành Thái Dương ưu ái, do đó có nhiều cơ hội làm giàu, đầu tư sẽ thu được lợi nhuận tốt, tích lũy nhiều tiền của. Tuy nhiên, nên cẩn trọng với các mối quan hệ xã giao, hợp tác làm ăn, bởi nếu không chú ý rất dễ bị đổ vỡ, ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài. Đồng thời, tuổi này do ngũ hành xung khắc, lại bị hung tinh chủ về nhân duyên trắc trở là cô thần chiếu mệnh, nên các mối quan hệ nhìn chung khá ảm đạm. Điều này chính là điểm báo có sự rạn nứt nghiêm trọng có thể dẫn tới việc đường ai lấy đi, ly hôn. Ngoài ra, người độc thân khó có cơ hội cải thiện hiện trạng. Đặc biệt, trên phương diện sức khỏe, nam Kỷ Dậu 55 tuổi có nhiều sao xấu gây hung hiểm cho sức khỏe của tín chủ như Tăng Môn, Thiên Cẩu. Chính vì thế bản mệnh cần đi đứng thận trọng kẻo gặp tai nạn bất ngờ, nếu nhẹ thì bị thương ngoài da chảy máu, nghiêm trọng có thể phải động chạm dao kéo, nguy hiểm tính mạng. Nhìn chung từ 55 tới 65 tuổi đối với người tuổi Kỷ Dậu, cơ bản bình thường trong việc làm ăn, nhưng con đường công danh khó đạt được kết quả như kỳ vọng. Đồng thời người tuổi Kỷ Dậu trong năm cũng không nên thay đổi công việc, cẩn trọng trong chuyện tình cảm gia đạo, tránh lo chuyện thị phi, xuất hành trong năm được quý nhân hỗ trợ, nhưng vẫn có thể gặp chuyện phiền muộn. Thứ hai, Kỷ Dậu từ 66 đến 80 tuổi. Qua 66 tuổi Kỷ Dậu đối diện với nhiều khó khăn, bất ổn dồn dập trong cuộc sống, lúc này mưu sự bấp bênh nay đây mai đó, mà sức khỏe cũng sa sút, ốm đau liên miên, tư tưởng của bản mệnh cũng nhiều bế tắc, cần có phương pháp giải tỏa kịp thời để tránh u uất, căng thẳng. Về tài lộc, thu nhập của tuổi Kỷ Dậu bị ảnh hưởng khá nhiều, hung vận khiến tiền bạc liên tục thất thoát, có nhiều khoản chi phí lớn ngoài dự kiến. Tuổi Kỷ Dậu không nên tham gia bất cứ trò cá độ đỏ đen nào, kẻo có ngày tay trắng. Nhìn chung, tuổi Kỷ Dậu chỉ nên tập trung vào công việc chính của mình, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc, khi đó thu nhập sẽ ổn định hơn và dần khởi sắc. Về tình duyên, phương diện tình cảm của người tuổi Kỷ Dậu được dự đoán buồn nhiều hơn vui, có sự chia ly xa cách. Về sức khỏe giảm sút, dễ gặp hung hiểm bất ngờ, ốm đau bệnh tật khó tránh, vì vậy cần chú trọng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Bạn nên đề phòng thương tật tay chân, tai nạn xe cộ bất ngờ. Đặc biệt, coi chừng những thương tổn do kim loại gây ra, ví dụ như dao kéo, vật nhọn, thanh sắt, kính vỡ. Ngoài ra bạn cũng nên kiểm soát cảm xúc, tránh những tình huống va chạm cãi vã, kẻo xảy ra xô xát dẫn tới họa huyết quang. Trong mọi tình huống con giáp này không nên quá kích động hay ương bướng, bạn nên tỉnh táo và suy nghĩ nhiều hơn, đồng thời lắng nghe ý kiến từ bạn bè. Nữ mệnh chú ý các vấn đề về nội tiết sinh lý. Hung tinh thiên khốc còn ám chỉ có tang chế trong nhà, tuổi Kỷ Dậu quan tâm nhiều hơn tới người nhà, thường xuyên đưa đi kiểm tra thân thể toàn diện để kịp thời phát hiện bệnh tật, nhất là người lớn tuổi. Tín chủ tuổi Kỷ Dậu đặc biệt chú ý, sau đây là những điều tín chủ nên làm và không nên làm từ 55 đến 80 tuổi. Đầu tiên là những điều không nên làm. 1. Tránh xa nơi danh vọng vật chất. Khi nói tới danh lợi tài lộc, người ta nhắc đến bốn câu nói đầy sâu cay sau đây: thiên địa bốn phương là giang hồ, cứ tưởng thông minh hóa hồ đồ, trong sân danh lợi sóng gió dậy, cứ tưởng mình thắng bỗng hóa thua, là bốn câu thơ do nhà văn Kim Dung đã để lại khi ông 50 tuổi, thể hiện quan điểm cuộc đời của mình đối với xã hội xung quanh. Khi còn tuổi trẻ, một người có lý tưởng, có tình cảm, có dã tâm, có chí hướng khắp bốn phương đất trời mà không dành hết công sức theo đuổi công lao sự nghiệp và tiền tài danh vọng, ấy là một điều lãng phí cho tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Nhưng đến khi cuộc đời bước vào cánh cửa trung niên, thay vì mù quáng vì bạc tiền cơm áo, người ta phải nhìn thấu danh lợi và tranh đấu thị phi ẩn đằng sau. Muốn đạt được danh lợi thì nhất định phải không ngừng giành giật hết người này đến người khác, cả cuộc đời chìm ngập trong sự bon chen và vất vả, không khác gì dã tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chưa biết nên công cán gì. Do đó, thay vì lênh đênh chìm nổi ở độ tuổi 50, chúng ta nên dành thời gian quý báu còn lại cho người nhà, đặt hết tinh lực còn lại để chăm sóc chính mình, dừng bước trên con đường danh lợi hiểm nguy mà tận hưởng phú quý bình an và phúc khí của cuộc đời. 2. Tránh ra nơi tửu sắc tài vận. Cuộc đời có rất nhiều niềm hạnh phúc khác nhau, cũng như có rất nhiều cách khác nhau để đem lại hạnh phúc, không nhất thiết phải phụ thuộc vào bốn yếu tố là tửu, sắc, tài, vận. Cho dù yêu thích bất cứ thứ gì trong bốn yếu tố này, nếu chúng ta quá chìm đắm và mù quáng trong đó, thì nhất định sẽ mang tới tai họa cho chính mình. Tác giả Tăng Quốc Viên, người Trung Quốc từng nói rằng tửu là chất độc, sắc là con dao thép, tài là mãnh hổ trên núi và vận là rễ mầm của tai họa. Ở đây, rượu đại biểu cho nhu cầu ăn uống, sắc đại biểu cho sự thỏa mãn dục vọng, tài đại biểu cho sự tham lam hưởng thụ, còn vận đại biểu cho khát vọng cuộc sống hạnh phúc dễ dàng hơn.
Cho dù là gì, bốn loại yếu tố đại biểu dục vọng này đều là những nhân tố bất lợi cho người ở độ tuổi trung niên, càng sớm tránh xa cuộc sống của họ mới càng trở nên thoải mái. Sau cánh cửa 50, thân thể con người cần được chú trọng bảo dưỡng, nâng cao sức khỏe mới có thể tận hưởng phúc khí cuối đời. Còn bốn bức tường tử sắc tài vận, nếu ngày càng được mở rộng và to lớn hơn, chiếm hết diện tích còn lại, chính tuổi thọ của con người sẽ ngày một bị thu hẹp lại, rồi dần dần mất đi, không còn lấy một điểm tựa để níu kéo. Chính vì vậy, người đến 50 tuổi phải ngày càng trí tuệ, ngày càng cao minh. Họ không cao ở độ tuổi, mà cao ở danh giới, coi tài phú danh lợi như mây bay, coi tửu sắc tài vận như giày sách. Không chạm tới hai nơi nguy hiểm này, đồng nghĩa với việc chúng ta có thể tránh xa mọi mầm mống tai họa không mời mà đến. 3. Không gặp hai loại người này. Loại người thứ nhất, không muốn thấy người khác hơn mình. Người xưa nói, cây cao trong rừng ắt sẽ bị gió bẻ gãy, danh nổi hơn người ắt sẽ bị gièm pha. Câu này xuất phát từ vận mệnh luận của Lý Khang, một người nước Ngụy trong thời Tam Quốc, có nghĩa là nếu một cây cao hơn cả khu rừng thì ắt sẽ bị cuồng phong càn phá, một con chim bay vượt đàn thì ắt bị đả thương. Con người cũng vậy, người quá ưu tú cuối cùng lại bị người ta đố kỵ. Tô Đông Pha, một đại văn hào thời Tống, từng suýt chết vì bị tiểu nhân mưu hại trong vụ án thơ Ô Đài. Em trai của ông là Tô Triệt cảm thán nói, Đông Pha có tội tình gì, chỉ vì danh nổi quá cao. Một số người có tâm đố kỵ rất mạnh mẽ, hễ nhìn thấy những người khác làm tốt hơn mình thì trong lòng bực bội khó chịu, như thể gặp mặt kẻ thù. Nhìn thấy những người kém hơn mình lại tựa như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Đến tuổi trung niên, nếu bên cạnh bạn có loại người như vậy thì rất dễ gặp phải những lời chỉ trích, thậm chí còn bị hãm hại liên lụy. Giống như một cái cây ghen tị với một cây khác, chỉ hận không thể biến thành một cái rìu để đốn ngã cây kia. Loại người thứ hai, lấy oán báo ơn. Người xưa có câu, có ân không báo không phải người quân tử, tri ân không đền đáp ấy kẻ tiểu nhân. Nhận được sự giúp đỡ của người khác, luôn nghĩ đến việc báo đáp chính là người quân tử, còn nhận ân huệ của người khác nhưng lại không nghĩ đến việc báo ân là kẻ tiểu nhân. Một số người không chỉ đòi hỏi người khác giúp đỡ mà còn lấy oán báo ơn. Loại người này giống như người nông dân và con rắn, như Đông Quách Tiên Sinh và con sói. Đối với họ mà nói, giữa người với người chỉ có quan hệ lợi ích, không có tình cảm. Sau khi đạt được mục đích rồi, liền qua cầu rút ván. Người xưa nói, người biết báo ân là bậc hiền nhân vậy. Con người ta có thể nghèo khó, nhưng tuyệt không thể vong ân phụ nghĩa, càng không thể lấy oán báo ơn, vì đó là ranh giới cuối cùng của việc làm người. Thi Kinh có câu, cho trái đào, đáp lại quả mận. Giữa người với người cần có qua có lại, nhận một giọt nước trả lại một dòng suối. Còn với những người lấy oán báo ân, quen biết họ thì chính là tai họa. Đừng cho họ có cơ hội làm tổn thương tới mình, rời càng xa càng tốt. Phong Tử Khải có nói, kết giao với bạn có đạo, đoạn tuyệt với bạn bất nghĩa. Ở với những loại người khác nhau thì cuộc sống cũng sẽ khác nhau. Cuộc đời này bất kể 50 hay 60 tuổi, chúng ta có lẽ sớm đã hiểu được rằng ai mới là người tri kỷ, ai chỉ là khách qua đường. Bởi vậy, đừng ngần ngại kết giao với những người quân tử có đạo đức nhân nghĩa, mà tránh xa những người đem đến cho chúng ta tai họa. Còn sau đây là những điều Kỷ Dậu nên biết. 1. Đi bộ quan trọng hơn lái xe. Khi còn trẻ, chúng ta muốn sống trong một ngôi nhà lớn, lái một chiếc xe sang và đi du lịch càng nhiều càng tốt. Vì thế chúng ta lao vào làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm. Nhưng đi quá nửa cuộc đời, nhiều người nhận ra đi bộ quan trọng hơn lái xe, có nghĩa dù vật chất có bao nhiêu cũng không thể so sánh với một cơ thể khỏe mạnh. Tuổi 55, cơ thể đang dần xuống dốc và đi bộ là cách tốt nhất để giữ gìn sức khỏe. Khoa học đã chứng minh, đi bộ có thể vận động cơ bắp, xương khớp, rèn luyện thân thể, kéo dài tuổi thọ. Nó cũng có thể khai thông khí huyết, tăng cường tim, phổi, làm cho con người hạnh phúc thể chất lẫn tinh thần. Những thay đổi tích cực và kỳ diệu có thể xảy ra, ngay cả khi chúng ta không nhìn thấy. Nửa đời sau, đi được thì không lái, đứng được thì đừng ngồi. Hãy chăm sóc cơ thể thật tốt. Nếu bạn đi bộ nhiều hơn, sức khỏe tốt hơn, chất lượng cuộc sống sẽ được cải thiện. Do đó bạn có thể tận hưởng tuổi già một cách thoải mái. 2. Đọc quan trọng hơn nói. Có thể tuổi trẻ bạn thích huyên thuyên về nhiều thứ mình biết, về già bạn có thể khám phá ra, thà học một cách khiêm tốn còn hơn nói một cách khoa trương. Dù nói nhiều đến đâu cũng chỉ làm tăng thêm sự xô bồ, quấy nhiễu sự yên tĩnh của người khác và làm chậm trễ việc tiếp thu của chính mình. Cách tốt nhất để làm giàu cho bản thân là im lặng, nói ít lại, đọc và tự học nhiều hơn. Nhất là sau 55, nhiều người hiểu ra rằng đọc nhiều thì bớt bị ghét. Bạn càng đọc càng trở nên minh bạch và có thể hóa giải những rắc rối trong cuộc sống. Đọc có thể không thay đổi được số phận, nhưng chắc chắn rằng bạn sẽ gặp được một bản thân tốt hơn. 3. Tam quan, quan trọng hơn ngũ quan.
Khi một người đến tuổi 55, tóc bạc dần, nếp nhăn đã trở nên dài và rõ, nhưng càng đi càng thêm tuổi, sẽ càng nhìn thấu cuộc đời. Sau 50 tuổi, tam quan cùng một người quan trọng hơn ngũ quan. Tam quan là được cấu thành từ 3 yếu tố, gồm thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan, còn ngũ quan chỉ 5 bộ phận trên khuôn mặt con người, gồm mắt, mũi, miệng, tai và lông mày. Người tuổi 55 đề cao sự suy nghĩ nhận thức hơn vẻ bề ngoài. Đầu tiên là quan niệm về tuổi tác. Nếu không nghĩ đến già thì sẽ không già. Tuổi tác không được định nghĩa bởi con số, mà là một trạng thái của tâm trí. Thứ hai, quan niệm về danh lợi, học cách buông bỏ, nửa đời đầu dốc lòng vì danh lợi, chỉ quan tâm đến vinh hoa phú quý. Về già bạn sẽ nhận ra danh lợi như khói, phú quý như mây, sống tự do tự tại mới là chân lý ở đời. Thứ ba, là nhân sinh quan, vật chất ít ỏi mà tấm lòng phong phú, một người càng chạy theo những phù phiếm bề ngoài càng dễ mệt mỏi. Hãy làm phép trừ cho đời, làm phép cộng cho trái tim, đó là trạng thái tốt nhất của cuộc sống. 4. Tiết kiệm quan trọng hơn kiếm tiền. Khi còn trẻ ta thường cố gắng làm việc chăm chỉ và kiếm thật nhiều tiền, bạn kiếm được nhưng lại không tiết kiệm được. Nhưng ở tuổi 50, con cái đã lớn, gánh nặng đã nhẹ, bạn cũng không còn bao lâu nữa là về hưu. Tại thời điểm này tiết kiệm quan trọng hơn kiếm tiền và có một khoản tiền gửi là cách sống khôn ngoan nhất. Suy cho cùng, khi người ta già đi và không có tiền trong túi, họ sẽ không có cảm giác an toàn, chứ đừng nói đến hạnh phúc. Với khoản tiết kiệm bạn có quyền lựa chọn và sống cuộc sống mà bạn muốn. Vì vậy trước 55 tuổi, kiếm tiền là trách nhiệm với gia đình. Sau 55 tuổi tiết kiệm là trách nhiệm với bản thân, hãy bắt đầu tiết kiệm ngay từ bây giờ và tích lũy nhiều hơn. Sau này khi bạn già đi bạn nhất định sẽ cảm ơn chính mình. 5. Người thân quan trọng hơn quý nhân. Quý nhân là người nâng bạn lên và dẫn dắt bạn khi gặp khó khăn. Người thân là những người đồng hành và hỗ trợ bạn, bất kể giàu hay nghèo, cao hay thấp, ốm đau bệnh tật và sẽ theo bạn suốt cuộc đời. Sau 50 tuổi người cần trân quý nhất không phải quý nhân, mà là người thân. Họ sẽ là người ở bên tận những khi bạn nhắm mắt xuôi tay. Thật phúc phần cho tín chủ nào đang nghe tới đây. Sau đây là lời nhắc mệnh dành cho tín chủ. Cổ nhân dạy, 50 không xây nhà, 60 không trồng cây, 70 không may áo. 1. Tuổi 50 không xây nhà. Như chúng ta đã biết, thời xa xưa hay ở các làng quê xưa, việc xây dựng một ngôi nhà không phải là một điều dễ dàng. Vào thời điểm đó, do điều kiện kinh tế và công nghệ còn thiếu thốn, nên một thanh niên ở độ tuổi sung sức để làm được một ngôi nhà phải mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, chưa kể một cụ già đã hơn 50 tuổi. Vì vậy thời đó và kể cả bây giờ, người già trên 50 tuổi nói chung không nên xây nhà. Nếu bạn nhìn thấy hoặc nghe nói về một ngôi nhà được xây dựng bởi người 50 tuổi, đó là một điều đáng buồn. Vì sao lại như vậy? Trước hết nếu như lão đại đến tuổi này, bản thân vẫn phải làm việc vất vả, rất có thể gia đình không có con cái và không có ai đỡ đần. Như chúng ta đã biết, người xưa nói chung rất coi trọng văn hóa hiếu thảo, nên việc một người về già không con cái chăm lo là điều không thể chấp nhận. Vì vậy theo quan điểm này, 50 không xây nhà có thể hiểu là niềm mong mỏi của con người trong những năm tháng sau này được hưởng cuộc sống nhàn hạ, có con cháu đỡ đần. Ngoài ra còn có một lý do khác, ngày xưa do chiến tranh hoặc do điều kiện sống kém nên tuổi thọ con người thường ngắn. Vì vậy để 50 tuổi nói chung tương đương với một chân vào quan tài. Vì vậy lúc này xây nhà khả năng cao là chủ nhân sẽ không được hưởng thành quả, và ngay cả khi nó được để lại cho con cháu của họ, cuối cùng nó có thể trở thành ngòi nổ cho những cuộc đấu đá nội bộ. Xét cho cùng, có rất nhiều tấm gương gia đình tranh giành đất đai bố mẹ để lại từ xưa đến nay. Vì vậy đây là lý do mà người xưa không muốn xây nhà ở tuổi 50. 2. Tuổi 60 không trồng cây. Mặc dù việc trồng rừng phủ xanh môi trường đáng được ủng hộ trong cuộc sống của chúng ta, nhưng chúng ta cũng phải biết cách làm tốt nhất có thể. Mọi người đều biết rằng, người cao tuổi có xương khớp không còn chắc khỏe, nếu chẳng may gặp tai nạn vì trồng cây thì cũng gây phiền phức cho con trai và con gái, cuối cùng việc tốt không xong, lại còn chuốc họa vào thân. Đây chẳng phải là lấy nước bằng thúng tre sao phải bận tâm. Vì vậy mọi người nên tự hiểu biết nên giao những công việc gì cho người thuộc lứa tuổi nào. Những người đã ngoài lục tuần thì nên lựa chọn những hoạt động phù hợp với sức khỏe của bản thân, không nên quá tham công tiếc việc để xảy ra những tai nạn đáng tiếc. 3. Tuổi 70 không may quần áo. Theo lời lão sư Khổng Tử, ở tuổi 70 bạn nên làm những gì bạn muốn và đừng vượt quá quy tắc. Hơn nữa nhiều người cao tuổi nhìn chung mắt mở, việc dùng kim chỉ cũng sẽ khó khăn hơn, việc ngồi may vá cũng tốn khá nhiều thời gian và phải ngồi trong thời gian dài. Điều này đối với một người trên 70 tuổi quả thực không hề dễ dàng. Do vậy, lời khuyên 70 không may áo là muốn người có tuổi được nghỉ ngơi an hưởng tuổi già. Tóm lại,
Câu nói trên không chỉ giới hạn trong chuyện xây nhà, trồng cây, ăn mặc hay người lớn tuổi. Ý nghĩa của nó còn rộng hơn, ngụ ý rằng chúng ta phải tự ý thức được khả năng của bản thân, làm việc lựa sức mình. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.